Từ kinh doanh online mình đưa khách hàng ngược về offline thì nó sẽ hiệu quả hơn bạn. Hiện tại thì có những cái cách mà bạn nên chọn món như thế nào? Thì theo mình, cách chọn món ở đây á, mình xem thử là cái món đó nó bán được hay không thì chọn. Thì vô cái app Grab này, đầu tiên là vô cái app Grab. Sau đó mình chọn một cái mặt như cái bạn đầu là mình đã phân tích thị trường rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn là những cái quán nào nổi tiếng đi. Ví dụ trà sữa. Trà sữa thì trong này trà sữa sẽ có cái gì? Có trà sữa gì? Nó ngắp vô, nó có rất nhiều trà sữa. Nếu vậy thì bạn chọn thế nào? Nên chọn loại nào để có thể tham gia đây? Thì nó có rất nhiều. Ở đây mình sẽ có những cái bộ lọc. Đây mình sẽ có cái bộ lọc như thế này, nhấp vào đây. Bạn thấy không? Đây là nó có cái bộ lọc, nó sẽ có bán chạy. Đây là app GrabFood nha. Chọn cái bộ lọc bán chạy thì nó lọc ra cho mình những cái quán bán chạy. Rồi ok. Ở phần quán bán chạy này thì bạn sẽ nhìn thấy, bạn hãy chọn cho mình trà sữa nào. Hiểu, giờ mình lấy ví dụ như là bạn chọn cái trà sữa Toco đi. Đó. Khi mình đã chọn được đúng cái sản phẩm mà mình kinh doanh, đó là trà sữa rồi, và cái mình muốn bán đó là trà sữa cái vị giống Toco, thì bạn có thể đi tìm các nguồn cung cấp nào nó có cái vị trà sữa giống Toco là mình có thể bán được, là mình có thể bắt chước làm theo được. Thì từ đó là tương đồng là mình sẽ tìm được những cái tệp khách hàng người ta sẽ ăn uống những cái vị khẩu vị nó tựa như là Toco như thế này. Đó. Toco hoặc là những cái quán nào trà sữa. Đây là nói về trà sữa. Ví dụ quán ăn vặt đi, nhấn ăn vặt. Đó, thì nó sẽ có những cái quán ăn vặt, ví dụ như là há cảo, quán ốc, ăn vặt, nó rất nhiều. Thì mình phải lại chọn vô bộ lọc bán chạy. Bán chạy để làm gì? Bán chạy tức là những cái quán bán tốt, cái bán chạy thì nó mới bán được. Thì đó, ở đây cái khu vực này thì lại có những cái quán như thế này, ăn vặt, bánh tráng này, bánh tráng này, bánh tráng trộn. Như vậy thì mình sẽ chọn ra được các món bán tốt ở cái mục rồi. Món bán tốt ở trong mục ăn vặt này sẽ là có gỏi cuốn, bánh tráng trộn. Đó, cái chị bánh tráng trộn Thanh Trúc này bán này, cái số lượng này 4k cộng là đã có hơn 4.000 người người ta ăn ở cái quán này rồi. Rồi 2k cộng. Đó, thì mình nhìn vô đây để mình biết được cái quán nào đang bán chạy và cái mặt hàng nào bán chạy. Đó, đây là cái mặt hàng bán chạy: bánh tráng trộn, súp cua, bánh tráng chấm. Thì như vậy mình sẽ lọc ra những cái tiêu chí đó, là nếu muốn bán ăn vặt thì hãy chọn những cái quán như thế này. Sản phẩm gì? Sản phẩm đó là gỏi cuốn, sản phẩm là bánh tráng trộn. Đó, như vậy luôn, chỉ đích danh các món luôn, bán được luôn. Thì ở trong này nó sẽ có những cái món, cái quán của người ta sẽ có những cái món này. Để ý mình đừng tham mà ôm hết các cái menu này, đừng có tham mà ôm hết cái dàn menu của những người này. Thì chắc chắn là trong này sẽ có những món không bán được. Thì bạn chỉ cần nhìn ở đây thôi nha. Đối với những cái quán này, nhìn ở đây nè. Đó. Thì đây là mục dành cho bạn. Ví dụ là mục dành cho bạn ở lên cái app Grab này, thì nó sẽ đề xuất cho mình những cái món bán chạy trong cái menu của cửa hàng này. Đó, thấy không? Bánh tráng trộn đặc biệt nè, tổng hợp, bánh tráng cuốn nè, cơm cháy nè, là những món bán được. Rồi ok chưa? Như vậy thì nếu bạn định kinh doanh mà chưa biết bán sản phẩm gì thì bạn hãy chọn là bán bánh tráng. Ví dụ như mục ăn vặt rồi thì vô mục ăn vặt sẽ có mục bánh tráng. Vậy thì bán bánh tráng gì? Bánh tráng chiên, bánh tráng nướng, bánh tráng cuốn thịt luộc thì cũng là bánh tráng. Vậy thì ở đây thì đã vào sâu vào trong cái mục bánh tráng thì mình sẽ thấy có bánh tráng trộn là bán được. Thì hãy làm bán những cái món tương tự như thế này. Đó, những món bán chạy của người ta. Như vậy mình sẽ gom được những cái món bán chạy của các quán bán chạy. Rồi ví dụ như ở cái mục lẩu và nướng đi. Đó. Thì có những cái quán nào bán được, vẫn làm tương tự bộ lọc bán chạy. Đó. Đó, thấy chưa? Gà nướng, ví dụ bạn muốn bán gà. Muốn bán gà nướng. Thì đó, ở trên đầu đây nó sẽ đề xuất cho bạn những cái quán bán được rồi đây nè. Bán quán tốt, bán chạy là bán tốt này. Thì cứ làm theo người ta, ví dụ như gà nướng ở đây ó o thì mình đặt là ó o. Đó. Gà nướng thì nó có hai chi nhánh ở đây. Nguyễn Hồng Đào là bán tốt nè. Nguyễn Hồng Đào 2k cộng 2.000 con gà ra đi. Đó, thấy không? Thì nó sẽ đề xuất cho những cái món này cũng là dành cho bạn. Có những cái món người ta bán chạy. Đúng chưa? Ok.
Đây là app Grab, vậy thì app Shopee thì như thế nào? Shopee Food, vô cái app Shopee Food thì ở đây mình nó sẽ cho mình thấy, mình sẽ có bộ lọc. Thường thì ở đây bộ lọc ở đây thì nó rất là đa dạng, mà khi ở cái video trước là mình tìm hiểu thị trường và sau khi mình đã tìm thấy là mình muốn bán ví dụ như là cái mảng ăn vặt hoặc là trà sữa hoặc là cái gì gà rán hay gì đó, thì bắt đầu mình sẽ chọn một ở Shopee thì mình lại chọn bán chạy đó ví dụ, hoặc là ở cái thanh tìm kiếm, một lần vô một bán chạy thì nó sẽ đề xuất các món quán bán chạy rồi. Nhưng hoặc là mình muốn bán gà rán đi, vô thanh công cụ nhấn gà rán, ở đây nó cũng sẽ có những cái phễu lọc này. Cái phễu này nó sẽ mình lọc này, mục yêu thích, ở đây nó sẽ có một là mục yêu thích, lọc theo yêu thích này, thấy không? Yêu thích là những nó sẽ đề xuất cho những cái quán nào được lên shop yêu thích rồi, được nhiều người tìm kiếm, được nhiều người yêu thích, những yêu thích những áp dụng. Ok, như vậy thì ở đây ở Sài Gòn thì những ai yêu thích, yêu thích thì có Ba Râu nè, ông Ba Râu bán được nè, Ba Râu nè, KFC thì quá bá đạo rồi không nói. Rồi Ba Râu thấy không, street food cũng tốt nè. Rồi ok, nếu mà mình đã chọn gà rán thì đó, hãy nhìn mô hình của ông Ba Râu mà làm. Ông này có tới 42 quán. Mình bán nhỏ lẻ thôi thì cũng không cần, không phải là cạnh tranh, đừng có sợ bị cạnh tranh. Tại vì tại sao lại cứ đặt cái suy nghĩ là bị sợ cạnh tranh, trong khi người ta cũng sợ bạn cạnh tranh mà. Bạn mở lên cũng là cạnh tranh với người ta, người ta cũng phải sợ chứ. Mình bỏ qua cái suy nghĩ là sợ bị cạnh tranh đi, mà hãy để cho người ta sợ mình. Rồi, đó là một cái cách để tìm sản phẩm ở trên app Shopee Food. Gojek cũng vậy. Gojek, ví dụ như bạn đã ở đây rồi, bạn vô trong cái mục trong này rồi, thì nó sẽ có là mảng, những cái mảng này, những cái danh mục mà bán tốt, bán chạy này, thấy không? Đó, mình ví dụ đi, bán thức ăn nhanh, nhấp vô thức ăn nhanh. Rồi ok, nó cũng sẽ có những cái bộ lọc, mình lọc này, phù hợp 5 sao trở lên, đối tùy với lại những cái quán bán tốt hay không tốt. Hãy lựa chọn cho mình những cái quán nào mà có tâm bán tốt, được đánh giá cao, để mình lựa chọn. Ok, 4.5 sao, áp dụng. Đó, nó sẽ ra là vẫn là KFC bán rất tốt. Rồi, gà rán Bobby này, thấy không, gà rán Bobby này 4.5 này, chọn vô. Như vậy muốn bán gà thì hãy chọn lấy một cái này. Rồi, đó là app Go. Thì tương tự, app Bemin cũng tương tự như vậy thôi. Ok, đó, mình muốn bán một cái video bữa là mình đã chỉ là muốn ăn cái gì thì chọn những cái mục này. Và sau khi đã chọn được, định vị được là đã chọn đúng mục tiêu là mình đang muốn bán cái gì, muốn bán đồ ăn nhanh rồi, thì bây giờ mình vô mục đồ ăn nhanh thì nó sẽ hiện ra những cái món mặt hàng nào. Thấy không? Ông này nè, Ba Râu đi đâu cũng thấy nè. Đó, mình đã chọn đúng cái mục mảng mà mình muốn kinh doanh, đó là mảng đồ ăn nhanh. Rồi thì mình vô đây mình sẽ thấy những cái ông như thế này. Rồi bây giờ mình bắt đầu học hỏi theo họ. Thì mình chọn mấy ông đó, phổ biến nè, chọn ông phổ biến đi. Đó, chọn lọc. Đó, thấy không? Thì bây giờ mình bán y như thế này. Bắt chước theo mà làm. Đó, nhất định phải thử nè. Thấy không? Vô check lại một xíu nữa ở phần đánh giá xem khách đánh giá như thế nào. Thấy không? Tất cả đều là đánh giá tốt. Thì cứ thế mà làm thôi. Đối với quán mình cũng vậy. Hiện tại thì bên Shopee Food thì cái quán trái cây của mình nó cũng đã tồn tại lâu rồi, cho nên là lượt đánh giá nhiều lắm. Đó, của mình thì cái lượt đánh giá của mình thì nó cũng đã 3.000 mấy đánh giá rồi, 5 sao rồi. Nè, khách hàng tào lao vậy, trái cây tươi, mắm ruốc ngon. Ăn cái gì đây? Đó, thì của mình là tại vì mình cũng đã bắt đầu phát triển của mình. Mình cũng nghiên cứu cũng nhiều rồi, cho nên là bây giờ
mọi người có thể làm theo mình cũng được. Nhưng mà tại vì mình là mình tự nghiên cứu mày mò nên có thể mình cũng sai, hoặc là có thể mình cũng chưa đủ là tốt trong cái thị trường. Còn ở đối với những cái quán nó lớn như thế này á, những quán lớn thì người ta có một cái đội ngũ gọi là chuyên nghiệp, người ta nghiên cứu rồi thì nó sẽ tốt hơn.